Thưa anh chị em, cùng với bài thương khó kể lại cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, thì trong buổi chiều thứ sáu tuần thánh này, giáo hội còn cử hành nghi thức thờ lạy thánh giá. Cho nên thánh giá là trung tâm điểm của cử hành phụng vụ thứ sáu tuần thánh, và vì thế chúng ta được mời gọi để tập trung vào thánh giá. Anh chị em biết là thập giá là hình phạt khủng khiếp nhất mà đế quốc Roma dành cho những người chống đối họ. Trong bài thương khó của Chúa Giêsu nhắc đến Baraba, nhắc đến hai tên trộm chịu đóng đinh cùng với Chúa Giêsu, và bản dịch tiếng Việt của chúng ta vẫn dịch là tên trộm cướp. Nhưng trong bối cảnh của Do Thái lúc bấy giờ là một đất nước nằm dưới sự thống trị của đế quốc Roma, thì cái từ trộm cướp này phải được hiểu đó là những phạm nhân chính trị, những người mắc tội phạm hình sự chống lại đế quốc Roma, và vì thế mới phải chịu cái hình phạt thảm khốc là đóng đinh vào thập giá. Chúa Giêsu cũng bị người ta tố cáo về tội danh chính trị. Ông ta xưng mình là vua dân Do Thái. Và cái bản án gắn ở trên đỉnh thập giá rất rõ ràng: Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái. Và cũng vì tội danh chính trị đó mà Chúa Giêsu phải chịu cái hình phạt khủng khiếp là đóng đinh vào thập giá. Thế nhưng còn khủng khiếp hơn nữa, thông thường người ta đánh đòn phạm nhân cùng với việc đóng đinh vào thập giá, mục đích là để khi treo phạm nhân lên với thân xác tả tơi như thế, ai nhìn cũng phải sợ. Và đồng thời đánh đòn như vậy thì phạm nhân sẽ chóng chết, chứ không có bị treo trên thập giá quá lâu. Trong trường hợp của Chúa Giêsu, Ngài không chỉ bị đánh đòn lúc chịu đóng đinh, nhưng Ngài đã bị đánh đòn ngay từ lúc Phi-la-tô hỏi cung rồi. Cho nên sức của Ngài mất nhiều lắm. Và đó là lý do giải thích tại làm sao khi Chúa Giêsu vác thập giá lên đồi Gôn-gô-ta thì Ngài phải ngã đến 3 lần, mệt quá. Và cũng là lý do giải thích tại làm sao Chúa Giêsu tắt thở trước hai người cùng chịu đóng đinh với Ngài. Thế cho nên về phương diện thể lý mà nói, khi anh chị em và tôi chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, chúng ta thực sự cảm thương Chúa. Nhưng sự cảm thương về mặt thể lý chưa hết. Anh chị em còn nhớ khi ta lần chuỗi mân côi năm sự thương, chúng ta ngắm rằng Chúa Giêsu chịu đội mão gai, xin cho con biết chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng. Ở trong cái ngắm đó nói đến từ sỉ nhục rất chính xác. Cái nỗi đau của Chúa Giêsu không chỉ là đau đớn về mặt thể lý, nhưng còn là về mặt tâm lý và xã hội, mà trong đó sự sỉ nhục quan trọng. Văn hóa của người Do Thái rất gần với người Việt Nam, đề cao danh dự xã hội, một miếng giữa làng bằng một sàn số bếp. Và khi người ta hành hạ Chúa Giêsu thì người ta không chỉ hành hạ về mặt thân xác, mà người ta còn làm nhục Ngài, người ta lột áo của Ngài.
Người ta đưa cho ngài cây sậy mà nhạo báng là vua. Người ta lấy mão gai chụp lên đầu và chào là vua. Người ta khạc nhổ vào mặt ngài. Tất cả đó là sự sỉ nhục đến tận cùng. Cho nên khi chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu và hiểu như thế thì nỗi cảm thương lại càng lớn hơn. Dù vậy đi nữa, thưa anh chị em, nếu chúng ta chỉ ngưng ở đây mà thôi thì chưa đủ, còn phải đi sâu vào trong nội dung của mầu nhiệm cứu độ. Tôi muốn nói cái điều này là trong đức tin công giáo của chúng ta thì khi chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, chúng ta khám phá ra hai điều hết sức quan trọng. Đó là tình yêu của Chúa và tội lỗi của con người. Trước hết, Thánh giá bày tỏ khuôn mặt yêu thương của Thiên Chúa. Thông thường, khi anh chị em và tôi chiêm ngắm Thánh giá thì mình chỉ nhìn thấy sự đau đớn của Chúa Giêsu, và như vậy cũng chỉ thấy có tình yêu của Chúa Giêsu thôi, mà mình ít để ý đến tình yêu của Chúa Cha. Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi hiến bản con một mình và chấp nhận để cho thế gian đóng đinh con một mình. Thiên Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài bằng cách đó. Và Thánh Phaolô nói thêm, một khi Thiên Chúa đã ban cho chúng ta Đức Giêsu Kitô thì còn có cái gì mà Ngài không ban cho chúng ta được? Ở trong Kinh Thánh Cựu Ước có một câu chuyện mà anh chị em cũng biết, đó là tổ phụ Abraham hiến dâng Isaac, con một của ông, cho Chúa. Chúng ta đọc lại cái chuyện đó đi để hiểu được nỗi đau và sự hy sinh của một người cha hiến dâng con mình cho Chúa, và ngược lại hiểu được cái tấm lòng yêu thương của Thiên Chúa khi ban tặng con một của Ngài cho chúng ta. Cho nên trước hết là tình yêu của Chúa Cha. Cùng với tình yêu của Chúa Cha là tình yêu của Chúa Con, Chúa Giêsu. Ngài đã nói rằng không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hiến mạng sống cho bạn hữu. Thì Ngài thực hiện đúng như vậy, tình yêu lớn nhất. Và chiều hôm qua khi anh chị em cử hành nghi thức của thứ năm tuần thánh, trong đó có nghi thức rửa chân, chúng ta nhớ lại lời Thánh Gioan nói về Chúa Giêsu. Ngài đã yêu thương những kẻ thuộc về Ngài và Ngài yêu thương họ đến cùng. Cho nên nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh là một tình yêu đến cùng sức lực, đến cùng thời gian, đến cùng không gian. Và đồng thời ở thập giá Chúa Giêsu, chúng ta khám phá ra được Chúa Thánh Thần chính là sức mạnh của tình yêu nơi Thiên Chúa. Cái sức mạnh để khiến Thiên Chúa yêu thương cho đến tận cùng. Thành thử ra khi chiêm ngắm Thánh giá, anh chị em và tôi hiểu được cái tấm lòng yêu thương Chúa dành cho chúng ta như thế nào. Và đồng thời khi chiêm ngắm Thánh giá, ta cũng hiểu được tội lỗi của mình nó dẫn đến hậu quả ra làm sao. Bài thương khó dài lắm, nhưng tôi có thể nói tóm lại ở chỗ này. Anh chị em thử đặt câu hỏi, cái gì dẫn đến cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu? Thì lúc đấy chúng ta sẽ khám phá ra cái dẫn đến cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa chính là tội lỗi của con người dưới rất nhiều hình thức.
sự vu khống của hàng lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ, sự đồng lõa của Phi-la-tô, sự hèn nhát của Phê-rô chối thầy, sự độc ác của những quân lính Roma lúc đó, sự dửng dưng của đám đông trước nỗi đau của đồng loại. Tôi kể sơ sơ như vậy để chúng ta thấy tất cả những cái tội lỗi đó nó góp lại, nó dẫn đến cái chết của Chúa Giê-xu. Và cuộc khổ nạn của Chúa vẫn tiếp tục trong hội thánh và trong thế giới ngày hôm nay. Tiếp tục trong hội thánh vì hội thánh là thân thể Chúa Kitô, cho nên bao lâu hội thánh còn đau khổ thì Chúa Kitô còn chịu khổ nạn. Tiếp tục trong thế giới là bởi vì Chúa Giê-xu tự đồng hóa mình với những người nghèo khổ nhất, và vì thế bao lâu trong cuộc đời này còn có những người đau khổ, những người bị loại trừ, những người bị coi thường, bấy lâu Chúa Giê-xu còn chịu khổ nạn. Và trong những cuộc khổ nạn của ngày hôm nay đó có bóng dáng tội lỗi của anh chị em, của tôi, của mỗi chúng ta. Bởi vì cũng có những lần chúng ta vu khống như hàng lãnh đạo tôn giáo Do Thái lúc đó. Cũng có những lúc chúng ta đồng lõa với tội ác giống như Phi-la-tô. Có những lúc chúng ta hèn nhát như Phê-rô chối thầy. Có những lúc chúng ta dửng dưng trước khổ đau của đồng loại như những người nhìn Chúa chết trên thập giá chiều hôm đó. Cho nên có bóng dáng tội lỗi của anh chị em và của tôi. Và chính khi đấy, thưa anh chị em, khi mà chúng ta chiêm ngắm thánh giá để khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa và đồng thời để nhận ra tội lỗi của mình, thì chính lúc ấy chúng ta bắt đầu bước đi trên con đường cứu độ. Bao lâu không nhận ra được tội lỗi của mình thì không bước đi trên đường cứu độ được đâu. Mà nếu nhận ra tội lỗi của mình mà không nhận ra tình yêu của Chúa thì cũng chỉ sống trong một thứ mặc cảm, tự ti, dằn vặt về tội lỗi, chứ không cứu độ, không giải thoát. Chính lúc mà chúng ta một đằng nhận ra tội của mình và một đằng nhận ra tình yêu Chúa dành cho mình thì lúc ấy chúng ta bước vào quỹ đạo của ơn cứu độ. Và những người bước đi trong quỹ đạo của ơn cứu độ, cái dấu hiệu cụ thể đó là những người sống tình hiếu thảo với Chúa là Cha trên trời. Đừng làm cái gì cho cha của mình phải buồn, và đồng thời sống tình yêu thương với anh chị em đồng loại của mình. Đừng gây đau khổ cho người khác cách này cách khác, nhưng chấp nhận hy sinh để đem niềm vui, đem hạnh phúc đến cho anh chị em của mình. Vậy thì thưa anh chị em, xin Chúa giúp chúng ta chiều hôm nay khi cử hành nghi thức suy tôn và thờ lạy thánh giá, xin Chúa cho chúng ta cũng cảm nghiệm được tình yêu thương mà Chúa dành cho mình, cũng cảm nhận được cái thân phận tội lỗi của mình. Và xin Chúa giúp chúng ta để mỗi một lần giơ tay làm dấu thánh giá ở trên chính thân xác mình thì chúng ta được nhắc nhớ để bước đi trong quỹ đạo yêu thương, quỹ đạo của ơn cứu độ. Amen.